Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Hôm nay Vườn Lan Hà Nội tiếp tục lên những cái mã sơn thủy tiên họng đen rất là đẹp các bác nhé, để chia sẻ đến các bác ạ. Cây rất là đẹp luôn. Thì video ngày hôm qua em lên thì được các bác ủng hộ cũng tương đối là nhiều. Thì ngày hôm nay em còn lên một số mã nữa. Hàng này là vừa về hôm nay các bác nhé, nhưng hôm nay nhà em về được rất là ít các bác ạ. Hôm nay về được khoảng độ tầm 10 mã thôi. Đấy, rất là ít luôn. Đấy thì các bác theo dõi thì ủng hộ cho em các bác nhé. Ngoài ra thì nhà em có cả sơn thủy tiên họng đen hàng thuần và kiều các loại các bác nhé. Thì các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0932 29 2299 hoặc số điện thoại là 0988 55 3232 các bác nhé. Cả hai số điện thoại trên nhà em đều có Zalo và các bác có thể nhắn tin điện thoại hoặc Zalo theo hai số điện thoại trên các bác nhé. Thì đầu tiên, đầu video em mời các bác ngắm một cái dề đầu tiên nhé cả nhà ơi. Một cái dề đầu tiên họng rất là đẹp luôn này các bác ơi, họng đen rất là xinh luôn các bác nhé. Cây thì đây. Em mời các bác ngắm hoa của em ý. Rất là đẹp tuyệt vời luôn các bác ơi. Những cái cây sơn thủy tiên họng đen như thế này này, em chia sẻ là em vẫn bảo với khách là các bác đặt mua ấy, thì lên mua vào những cái thời điểm mà cây nó đang có hoa để cho nó chuẩn hoa các bác nhé. Mua xong về các bác có thể cắt hoa đi để dưỡng cây, để sang năm có một mùa hoa bội thu. Mình trồng thuần thì hoa của nó sẽ rất là to bông các bác nhé. Đấy, họng của nó đây rất là đẹp luôn. Mã đầu tiên là mã số B4 với giá là 400.000 các bác nhé. B4 một dề rất là to, rất là đẹp. Về các bác có thể trồng chậu, trồng lũa đều được. Cái cây sơn thủy tiên này các bác có thể trồng cả vào cái giớn thớt cũng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, các bác lấy mã này chốt cho em mã số B4 với giá là 400.000. Đẹp tuyệt vời các bác ơi. Đấy, mã tiếp theo là mã số B5. B5 của em thì họng đảm bảo đen các bác nhá. Lúc sáng nó có em dỡ hàng nó có một cái bông ở đây nó đang nở này, xong rồi em làm gãy mất cái nhị của nó mất rồi. Đảm bảo họng đen các bác nhá, và vẫn đang còn vài cái lụ luôn. Mã này thì em để cho các bác với giá là 300.000. Mã này về làm giống rất là thích các bác nhá. B5. Đấy, vẫn còn mấy cái lụ đấy ạ. Mã tiếp theo là mã số A11. Mã số A11 của em đây các bác ơi, đẹp tuyệt các bác ơi. Ôi giời ơi, cái họng của nó đây, em mời các bác ngắm cái họng của nó nhá. Đây này. Đấy, màu đỏ các bác nha. Màu đỏ, rất là nhiều bác hỏi em họng màu đỏ các bác ạ. Nhiều bác hỏi lắm luôn. Hôm nay có cái dề này màu đỏ đẹp tuyệt vời các bác ạ. Này, màu đỏ, đỏ rực nhá. Đỏ rực luôn, rất là đẹp. Mã này là mã A11 các bác nhá. Mã A11 em chia sẻ với giá là 600.000. Còn rất là nhiều nụ các bác ơi. Còn rất là nhiều nụ luôn. 600.000 cho mã số A11 các bác nhá. Em lên một mã tiếp theo là mã số A9. Đây ạ, A9 thì họng nó đen hơn các bác ơi. Đây, em mời các bác ngắm cái A9 nhá. Đây, cái này là màu đen đỏ nhưng mà nó thiên về đen nhiều hơn các bác nhé, nó thiên về đen nhiều hơn. Mã số A9 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 450 các bác nhé. 450 này đẹp chưa, xinh quá là xinh luôn, 450 các bác nhá. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã số B3. Mã số B3 của em thì họng của nó màu đen các bác nhá. Em mời các bác ngắm họng của B3 này, đấy họng màu đen các bác nhá. Mã này là B3 các bác ạ, B3. B3 họng màu đen rất là đẹp luôn. Với giá là 400.000 các bác nhá. 400.000 này. Đấy, rất là xinh luôn, đang có cả ki trên thân luôn các bác, rất là khỏe và rất là đẹp. Lên một mã tiếp theo là mã số A13. Mã A13 của em là một mã rất là đẹp luôn các bác ơi. Em mời các bác ngắm mặt hoa của cây này. Xinh quá, cái màu này là màu khách thích nhất đây các bác ạ. Cái màu này này, khách rất là thích luôn. Đấy, mã này thì cây tơ rất là nhiều và đang có rất là nhiều nụ các bác nhá. Mã B13 lại A13, mã này là mã A13 các bác nhá. Rất là to luôn. Đây này, lụ đấy, úi dồi, lụ cả chùm luôn. Với giá là 700.000 cho A13 các bác nhá. 700.000 cho A13. Úi dồi ôi, dề rất là to và rất là đẹp luôn các bác ạ. A13 700k. Này đẹp chưa? Hoa này, màu này đẹp quá các bác ạ. Em nhìn em giò này rất là phê luôn. Nụ rất là nhiều nhá. 700.000 cho A13. Em lên một mã tiếp theo là mã số B2. Mã số B2 của em hoa rất là to bông các bác ạ. Bông rất là to luôn. Đây, màu hoa đây rất là đẹp các bác nhá. Mã số B2 em đã chia sẻ với giá là 600.000 các bác ơi. Ôi dồi, sum xuê luôn và vẫn đang còn có cả lụ để chơi các bác nhá. Mã này là có giá là 600.000 cho B2 các bác nhá. Rất là đẹp luôn này, to đùng đùng luôn. Đấy, lên một mã tiếp theo. Ôi dồi, cái mã này siêu nhiều nụ luôn. Mã số B1 các bác ơi, mã số B1 các bác nha. Em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây B1 đây ạ. Đây các bác ơi, hoa đây, hoa đẹp chưa?
đẹp đỉnh luôn nhá. Đấy, những cái cây này thật sự luôn là hoa của cây sơn thủy tiên là rất là đẹp. Cánh nó sáp dày mà hoa nó rất là thơm các bác nhé, hoa nó rất là thơm luôn. Mã này của em cây rất là dài các bác ơi, lên gạch 60, cây dài bằng cả lên gạch luôn này. Đấy, 550 cho mã số B1 này các bác nhá. Ôi dồi ôi, đẹp hết lớp chấm, các bác về các bác chỉ cần một dề này thôi, chơi cho em thì đã đời luôn. Đấy, 550 cho mã B1 nhá. Và em có cái mã họng đen xịt này các bác ơi. Em có cái mã họng đen xì đen xịt này luôn các bác ơi. Ôi dồi ôi, nhiều bác hỏi em cái họng đen xì đen xịt này lắm mà làm gì có đâu. Đây, hôm nay về được đúng hai khóm con đen xì đen xịt các bác nhá. Mã này của em là mã số mã số B6 các bác ạ. B6 về giá là 300.000. 300.000 không to lắm đâu nhưng mà đen xì. Nói thật với các bác là hôm trước, năm ngoái thôi, chuyến này nhà em mới về thôi, nhưng mà năm ngoái cũng về một dề nhỏ hơn dề này còn bán 500.000 luôn. Đen xì giá nó rất là đắt các bác nhá, 300.000. Đấy, và có một cái dề đen xì đen xịt tiếp theo là dề số 2. Chỉ có hai dề duy nhất thôi các bác ạ, hai dề đen xì luôn này. Đấy. Loại này thì đỉnh của chóp luôn, rất là ít các bác nhá, có rất là ít luôn. Đấy, đen xì xịt luôn, rất là đen luôn. Với giá là 500.000 cho mã số B8 các bác nhá. B8 dề này thì to hơn này. Dề này to hơn nhá. Đấy. Tiếp đến thì em có hai cái dề sơn thủy tiên đang thuần các bác nhá. Sơn thủy tiên họng đen đang thuần luôn. Đây, dề này họng đỏ luôn này. Đỏ đen. Bông rất là đẹp và thơm. Chậu số 1 em chia sẻ với giá là 550 các bác nhá. Ôi dồi, to cực kỳ là to luôn. Nói thật với các bác là những cái dề này rất là nặng cân. Đấy, 550 cho chậu số 1 các bác nhá, thuần rồi. Lên chậu số 2, chậu số 2 đây em mời các bác ngắm bông. Ôi dồi ôi, hoa này xinh quá các bác ạ. Sơn thủy tiên thuần thì bông nó rất là to, thơm, đẹp các bác nhá. Đấy, rất là xinh luôn. Dề này em, chậu này em chia sẻ các bác với giá là 600.000. Chậu to đùng các bác ơi, chậu to đùng luôn nhá, 600.000. Chậu rất là to, rất là nặng, củ rất là to. Em có một chậu kiều tím này, kiều tím đậm các bác nhá, kiều tím đậm. Bác nào thích cái chậu kiều tím đậm thì chốt chậu này này. Chậu này đang có là cũng tương đối là nhiều lụ đấy. 5 cái lụ dài, đẹp xinh. Kiều tím đậm các bác nhá, 450, kiều tím đậm là 450. Kiều trắng cánh mai đột biến có một chậu đang có nụ này. Đấy. 300.000. Kiều mỡ gà các bác ơi, kiều mỡ gà là kiều vàng tuyền các bác nhá. Các bác nào mà chơi kiều vàng mà các bác thích thì các bác chơi kiều mỡ gà chắc chắn các bác còn thích hơn cơ. Hoa nó đẹp hơn kiều vàng rất là nhiều. Kiều mỡ gà nhà em thì đang sưng lụ các bác nhá. Kiều mỡ gà rất là xanh tươi, rất là đẹp, đang sưng lụ, đang sưng mắt lụ rồi. Hoa của nó màu vàng tuyền và hoa của nó ngồng rất là dài các bác nhá, nó sẽ dài hơn kiều vàng. Kiều mỡ gà em chia sẻ về giá là 280.000 cho một chậu sum xuê các bác nhá, 280.000 cho một chậu. À, tiếp đến em có cây kim điệp mắt đỏ này. Ôi giời ơi, cây này là cái dòng đột biến của kim điệp rất là hiếm luôn. Đấy, mắt của nó đây gọi là mắt đỏ, thực ra em thấy nó là đỏ tím các bác. Đấy, cái chậu vip vìm vịp này nhá. Các bác có thấy có một số nhà vườn còn bán theo thân luôn. Cả 200.000 một thân kim điệp mắt đỏ ấy, rất là đắt luôn, rất là đẹp. Đây em có cái chậu này, chậu này thì không có hoa đâu nhưng mà nó đang có rất là nhiều thân tơ. Đấy, chậu này nhá, em để cho các bác là chậu số 1 với giá là 250. Chậu này thì đang có hoa nhưng nó hơi nhỏ. Chậu này để cho các bác 100.000 siêu tầm nhá. Kim điệp mắt đỏ. Đấy, chậu số 3 đây. Chậu số 3 này thì nó to luôn này và đang có lụ luôn này. Cũng để 250 nhá. 250. À, nó lở, bắt đầu lở rồi, lụ nhưng còn sắp lở rồi. Chậu số 3 250 các bác nhá. Đấy, ngoài ra thì cũng có rất là nhiều các mặt hàng khác nhưng chủ yếu video ngày hôm nay để em quay cho các bác cái lô sơn thủy tiên họng đen này. Đấy thì các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0932 292299 hoặc số điện thoại là 0988553232 các bác nhá. Các bác có thể nhắn tin hoặc là có thể gọi điện cũng được các bác ơi, rất là đẹp luôn. Đấy, em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em ạ. Hẹn gặp lại các bác vào cái video tiếp theo.